tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Danh hài Hoài Linh lần đầu hé lộ lý do tạm dừng tất cả game show và sự thật về mức cát xê hiện tại. Danh hài Hoài Linh là một trong những cái tên hot nhất làng hài, gương mặt phủ sóng khắp các game show truyền hình ăn khách nhất thời gian gần đây. Thế nhưng bất ngờ năm 2019, Hoài Linh vắng bóng hoàn toàn trên màn ảnh nhỏ, không xuất hiện trên các game show truyền hình. Ngay cả Ơn Rời Cậu Đây Rồi, nam danh hài cũng không tiếp tục nhận lời tham gia, dù đã ngồi ghế giám khảo suốt 5 mùa. Việc Hoài Linh vắng bóng tại Ơn Rời Cậu Đây Rồi đặt cho khán giả nhiều dấu hỏi lớn. Không còn ngồi ở vị trí giám khảo, nhấn chuông và nhận xét từng phần thi, nhiều khán giả cảm thấy rất thiếu vắng. Thậm chí còn có người cho rằng không có Hoài Linh làm chương trình, thiếu đi cái chất gì đó. Hoài Linh cho biết lý do mình dừng show chủ yếu là để nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe và nhường cơ hội cho các đồng nghiệp trẻ. Hơn nữa, sau khi hoàn thành tâm nguyện xây nhà thờ tổ, anh không còn bị áp lực kinh tế nên muốn dành nhiều thời gian riêng tư. Với quyết định của Hoài Linh, đồng nghiệp thân thiết đều không hề bất ngờ mà còn ủng hộ anh nghỉ ngơi, dành nhiều thời gian cho mình. Bình Nhí, một trong những người bạn nghề thân thiết của nam danh hài nhận định, tình hình game show vài năm qua rơi vào tình trạng bão hòa, không còn mấy đặc sắc. Thế nên nghệ sĩ chọn lọc hơn cũng là điều dễ hiểu. Đặc biệt là như Hoài Linh, độ phủ sóng quá nhiều game show. Bình Nhí tâm sự thêm, ngay cả tôi trước khi nhận lời game show cũng phải suy nghĩ, cân nhắc. Chương trình nào không bị xàm xí, nhảm nhí thì tham gia. Xuất hiện thế nào để khán giả và học trò xem không bị hụt hẫng, buồn lòng. Bình Nhí cũng chia sẻ quan điểm của mình rằng, dù Hoài Linh ít xuất hiện, nhưng đẳng cấp vẫn như trước, không hề thay đổi. Và chắc chắn không có nghệ sĩ trẻ nào có thể thay thế vị trí của Hoài Linh hiện tại. Nét và kiểu diễn, sự thông minh của Hoài Linh vẫn khác biệt. Các bầu show vẫn trân trọng khi mời Linh. Quyết định không nhận show là lựa chọn của cậu ấy. Mỗi nghệ sĩ có một chỗ đứng riêng, không ai có thể thay thế ai. Trong nghề này chỉ có ai đang hot thôi. Nghệ sĩ nổi tiếng được khán giả yêu mến đều có cái riêng và giá trị riêng. Nếu ai có tư tưởng thay thế tiền bối, là bạn đó đi theo con đường tà đạo. Ai bước vào nghề cũng mong mình nổi tiếng, những ước mơ đó để mình rèn luyện, động lực vươn lên, chứ không phải để cạnh tranh. Ngoài Minh Nhí, Tấn Bèo cũng có những sự khẳng định chắc chắn. Linh tạm dừng là đúng đó. Tôi đã khuyên Linh dừng lại thời gian trước. Ở tuổi của anh em chúng tôi, làm việc cường độ cao như Linh trước đây thì nguy hiểm lắm. Tấn Bèo là một trong những người gắn bó với Hoài Linh từ ngày đầu về nước lập nghiệp, nên anh hiểu vì sao Hoài Linh lại được khán giả yêu thương như vậy. Chính cái chất mộc mạc, chân thành của Hoài Linh đã tạo cho nam danh hài thương hiệu để khán giả nhớ tên. Anh cũng hiểu cả những khó khăn mà Hoài Linh phải chịu trong quá trình làm nghề, khi Hoài Linh bị giãn dây thanh đới, giọng khàn, nhập viện, truyền nước biển vì kiệt sức. Mọi người chỉ nhìn thấy hào quang của nghề diễn mà ít biết rằng nghệ sĩ phải thức khuya, làm việc dưới ánh đèn sân khấu, áp lực vô cùng. Hoài Linh có quyền dừng lại để nghỉ dưỡng, nạp năng lượng. Sau đó tôi tin Hoài Linh sẽ trở lại, có nhiều cống hiến hơn cho khán giả. Một nhà sản xuất thậm chí còn tiết lộ cát xê của Hoài Linh là cao nhất showbiz, dù đã không còn phủ sóng truyền hình rộng rãi nữa. Cát xê và vị trí của anh ấy hơn hẳn các bạn nghệ sĩ đang hot bây giờ. Vấn đề là Hoài Linh có muốn làm việc hay không thôi. Tôi nghĩ anh ấy muốn nghỉ ngơi, làm những điều mình thích nên từ chối nhận game show. Hơn nữa game show hiện nay khó khăn, không phải nhà sản xuất nào cũng đủ kinh phí để mời Hoài Linh. Sức hút của Hoài Linh chứng tỏ chỗ đứng vững chắc của nam danh hài trong nghề khó có ai thay thế được. Dù vắng mặt trong thời gian gần đây, nhưng người hâm mộ luôn tin tưởng và mong chờ sự trở lại của nam danh hài để mang lại tiếng cười cho mọi người. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.